Xin chào anh chị em nhé. Gia đình mình đang có nhu cầu bán một căn nhà nhỏ tại ngõ 107 đường Trần Hưng Ninh gần chợ Long Tầng. Đây là phòng khách của căn nhà. Căn nhà này thì nhỏ, không lớn nhưng mà rất là phù hợp với lại một gia đình nhỏ gồm một cặp vợ chồng và một đứa con. Có một gian bếp, một nhà vệ sinh, một gác xép và một phòng ngủ lớn. Với một sân phơi cũng rất là rộng, có mái tôn. Nhà mình sẽ hỗ trợ tiền để gia chủ khách có thiện chí, nếu như có muốn thì sẽ sơn lại toàn bộ căn nhà này theo ý của khách và sửa sang lại một số thứ cần thiết trong nhà. Các anh chị có thể liên hệ với mình theo số điện thoại để có thể biết thông tin chi tiết cụ thể nhé. Chào.